Ngành truyền thông đa phương tiện là gì? Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, truyền hình, internet, giải trí, game, điện ảnh, hoạt hình, giáo dục, học điện tử, minh họa trực quan và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Cụ thể, đó là việc viết kịch bản phim, thiết kế đồ họa, biên tập âm thanh, xử lý hình ảnh, sử dụng các kỹ thuật thiết kế và lập trình đồ họa 2D, 3D trên máy tính để thực hiện các sản phẩm truyền thông và giải trí hiện đại. Ngành truyền thông đa phương tiện học những gì? Theo học ngành này, sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng về mỹ thuật và công nghệ thông tin, kiến thức chuyên sâu cùng những kỹ năng thuần thục về báo chí, truyền thông và quảng cáo để có thể viết các ấn phẩm báo chí, biên tập và thiết kế sách báo, chế bản điện tử, sáng tạo nội dung video, làm phong phú nội dung website bằng cách ứng dụng các hiệu ứng đồ họa hiện đại. Ngoài ra, sinh viên được đào tạo về các công cụ, phần mềm, thiết kế đồ họa 2D, 3D, kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh, video, kỹ năng thiết kế, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông, quảng cáo, giải trí để đáp ứng tốt những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại. Học truyền thông đa phương tiện ra trường làm gì? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc sau: cán bộ quản lý, biên tập, xây dựng các nội dung báo chí ấn phẩm, biên tập viên viết, biên tập các đoạn phim quảng cáo, truyền thông, biên tập viên viết, biên kịch kịch bản phim hoạt hình tại các xưởng sản xuất phim hoạt hình, viết kịch bản trò chơi điện tử, chuyên viên truyền thông tổ chức sự kiện tại các công ty truyền thông, quảng cáo, tòa soạn, đài truyền hình. Học truyền thông đa phương tiện, bạn cần những tố chất gì? Để học tốt ngành truyền thông đa phương tiện, bạn cần có những tố chất sau: có khả năng viết lách, năng khiếu thẩm mỹ và nhạy cảm với cái đẹp, sáng tạo và luôn hướng tới những yếu tố mới, chăm chỉ, nhẫn nại và chịu khó tìm tòi, thích tiếp xúc với những sản phẩm đồ họa hiện đại và đam mê lĩnh vực truyền thông. Ngành truyền thông đa phương tiện xét tuyển những tổ hợp môn nào? Những tổ hợp môn bạn có thể sử dụng để xét tuyển ngành truyền thông đa phương tiện tại một số trường đại học có đào tạo ngành này đó là văn, sử, địa, văn, sử, tiếng Anh, toán, văn, tiếng Anh, toán, vật lý, tiếng Anh. Như vậy, với những tổ hợp môn này, bạn sẽ có kế hoạch học tập và đầu tư ôn luyện những môn này hợp lý. Vừa rồi là những thông tin về ngành truyền thông đa phương tiện dành cho những ai yêu thích và mong muốn lựa chọn theo đuổi ngành học này. Bạn có thể xem thêm thông tin về những ngành học khác bằng cách nhấp vào các đường link bên dưới nhé.